đó, cái bức tượng cái quá trời lớn nè, đứng sát luôn, sát vô, sát cái sát hẳn vô, đó sát hẳn vô để cho bà con, để con thấy cái bông tay đây, bông tay để thấy cái wow, thấy không bà con, thấy không cái cột nó lớn bức cừng nào ha, đó bông tay vậy là một coi như bao nhiêu người mới mong thấy được một cái cột như thế này, mà hồi xưa người ta đã xây được như bao nhiêu cột như vậy nha bà con, cái kiến trúc nó quá độc đáo đi. Right. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi về, rồi ngày mai mình sẽ trở lại, mình quay sẽ trở lại đây. Thì hôm nay đi máy bay thì bà con mệt rồi buồn ngủ rồi, tại đi sớm rồi mà máy bay delay nó ngừng chuyến bay rồi bị rớt thêm mấy người nữa. Trên này bây giờ phải đi về được coi, coi đi về được cái ngày mai mấy người họ sẽ tới, mấy người bị rớt lại đó họ sẽ tới, bắt đầu đi chung cả đoàn với nhau. Nhưng mà khi mà chung cả đoàn như vậy á thì mình vô trong này mình coi được, nhưng mà không được, thời gian không được lâu giống như ngày hôm nay mình đi coi. Nhưng mà ở trong nó thì có nhiều cái độc đáo, nhưng mà không biết có được chụp hình không. Thì ngày mai vô trong này nè, nhưng mà không biết có được chụp hình cũng không, mình không biết nữa. Mai à, thì mai coi như hơn lịch sự. Ok rồi, tạm thời mừng lưng máy nha bà con, để về mình thảy lên cho bà con coi cái sinh hoạt của ban đêm ở Roma như thế nào, coi như cái chút quá độc đáo đi, quá độc đáo. Rồi ok, bye bye bà con nha.